Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những mẹo vặt và giúp tiết kiệm pin cho chiếc iPhone và chiếc iPad của mình. Đầu tiên là kích hoạt chế độ tiết kiệm pin. Thì như các bạn đã biết thì những cái OS mới giờ đây thì chúng ta có thêm một cái tính năng là tiết kiệm pin cho chiếc iPhone của mình. Thì ở đây thì mình vào trong phần cài đặt, kéo xuống phần bên dưới sẽ có phần hiển thị là pin. Đây mình bật chế độ nguồn điện thấp. Ở đây thì khi mà bật chế độ này lên thì máy nó sẽ tối ưu cái phần trăm pin chúng ta sử dụng, nó sẽ hạn chế một số thứ. Ở bước này thì nó giúp cho chúng ta tiết kiệm thêm một phần trăm pin nhất định nữa. Vâng, và mẹo vặt thứ hai là giảm độ sáng màn hình. Thì đây thì nếu mà trong cái điều kiện mà pin chúng ta còn kém hoặc là đang sắp hết pin thì chúng ta nên hạn chế cái phần độ sáng màn hình. Thì ở đây chúng ta vuốt từ cạnh dưới màn hình lên. Đấy, chúng ta sẽ thấy có một phần độ sáng màn hình chúng ta giảm ở mức trung bình thấp. Thì này nó sẽ kéo dài thêm cái thời gian sử dụng pin chúng ta thêm. Vâng, và mẹo vặt thứ ba là đặt thời gian tự động khóa màn hình nhanh hơn. Thì ở đây thì mình vào trong phần cài đặt, chúng ta vào phần màn hình và độ sáng. Ở đây chúng ta bấm vào cái phần tự động khóa, chúng ta chọn cái thời gian nhé, thấp nhất là 30 giây thôi. Ở đây mình nó sẽ tối đa là 30 giây, mình chọn ở đây. Khi mà chúng ta đặt cái thời gian khóa màn hình xuống còn 30 giây thì ở đây thì nó sau khi mà chúng ta không sử dụng điện thoại trong khoảng 30 giây thì nó sẽ tự động tắt màn hình. Thì ở bước này nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm pin thêm cho điện thoại của mình. Mẹo vặt thứ tư là tắt những cái thông báo không cần thiết. Thì ở đây chúng ta một phần cài đặt, cái hoàn chọn một phần thông báo. Ở đây chúng ta chọn những cái ứng dụng nào chúng ta không cần dùng đến thì chúng ta tắt những cái thông báo đó đi, thì sẽ giúp được một phần nào tăng cái thời gian sử dụng pin của chúng ta lên. Ở đây mình sẽ tắt những cái thông báo mà mình ít khi dùng đến. Vâng, vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn những cái mẹo vặt mà chúng ta tiết kiệm pin cho cái thiết bị iPhone và iPad của mình. Nếu như những cái mẹo vặt vừa rồi không giúp cho cái thời lượng pin của cái iPhone và cái iPad của bạn được cải thiện thì các bạn hãy mang máy trung tâm về Top Care. Ở đây bên mình sẽ có những kỹ thuật viên kiểm tra cái thời lượng pin của các bạn. Nếu như cục pin của bạn đã bị chai hoặc là không thể sử dụng được nữa thì chúng ta hãy nên thay một cục pin khác. Vâng, và việc thay cục pin mới sẽ giúp cho thiết bị của bạn được sử dụng ổn định hơn và góp phần bảo vệ cho những bộ phận khác không bị ảnh hưởng. Vâng, vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo mà tiết kiệm pin cho chiếc iPhone và cái iPad của mình. Hy vọng bạn sẽ thích cái video này nhé.